làm được các việc phúc thiện, tu tập công đức để hồi hướng đền đáp ân đức của ông bà cha mẹ còn ở đời hiện tại hay đã quá vãng, để cho pháp hội chúng ta được một tuần sung mãn và tròn đầy công đức y như pháp. Toàn thể đại chúng chúng ta trang nghiêm chắp tay cung thỉnh với thượng tọa có đôi lời pháp chú để gửi gắm cho toàn thể pháp hội chúng ta. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Biểu Phục Truyền Viên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể hội chúng trong đạo tràng Phật tử hôm nay, năm nay cũng như các năm về trước, hồi chuông thầy trò chúng ta tổ chức pháp hội báo ân tri ân ông bà tổ tiên cha mẹ hiện tại cũng như quá vãng. Năm nay cũng vậy, trong hai năm trước 2020-2021 vì dịch bệnh cho nên chùa chúng ta vẫn tổ chức nhưng không được tập trung đông người, cho nên nghi thức nghi lễ chúng ta vẫn làm đầy đủ, chỉ có số lượng người chúng ta không được tập trung đông. Năm nay dịch bệnh đã được đẩy lùi, được sự cho phép của các cơ quan chức năng của Đảng nhà nước, chùa chúng ta nói riêng và các chùa nói chung là được tổ chức các nghi thức nghi lễ báo hiếu mùa Vu Lan tháng 7 năm nay. Thì năm nay là chùa chung chúng ta cũng như diễn ra như mỗi năm, bắt đầu từ ngày mùng 3 cho đến tối mùng 9. Trong một tuần pháp hội tri ân báo ơn và đền ơn tổ tiên cha mẹ, hôm nay là buổi đầu tiên thầy cũng thay mặt chư tăng trong toàn chùa ghi nhận tấm lòng thành của toàn thể các Phật tử. Đức Phật đã dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật, muôn hành hiếu hàng đầu. Cho nên thầy mong pháp hội của chúng ta có được trang nghiêm không, có được thanh tịnh không, có thu được kết quả công đức nhiều hay không, chúng ta có chọn lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình hay không. Chúng ta nên tưởng rằng cha mẹ ta là Phật tại thế, cho nên dù quá vãng hay hiện tại chúng ta hết lòng cung kính, lúc còn chúng ta hết lòng phụng dưỡng. Vâng đời đi quá vãng rồi chúng ta cũng hết lòng tu tập mọi công đức lành, từng chút công đức lành đó chúng ta nguyện dâng hiến hết cho hai đấng sinh thành của mình, để hai đấng sinh thành của mình được chọn niềm an vui nơi miền cực lạc. Thế thì chúng ta mới chọn lòng hiếu thảo. Muốn được như vậy thì chúng ta phải trang nghiêm từ thân, trang nghiêm từ nội tâm cho đến ngoại thân, nội cảnh và ngoại cảnh. Chúng ta phải trang nghiêm từng giây, từng phút, từng giờ. Chúng ta cần thủ tu tập hết điểm từng chút phút hành một. Chúng ta trong thời gian một tuần này chúng ta giữ tâm chính ngay thẳng, sáng suốt, minh bạch, ổn định tinh thần, chỉ một lòng hướng về tổ tiên, ông bà cha mẹ của mình mà thôi. Còn các nhân khác chúng ta có thể cố gắng bớt chút xếp lại để lại một chỗ. Chúng ta thân chúng ta ở đây, tâm chúng ta ở đây, thân chúng ta ở đây hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ và tâm chúng ta cũng vậy. Thế trước hết là ước vọng tam bảo chứng minh gia hộ thập phương tam bảo Bồ Tát Thánh Tăng Hộ Pháp Long Thần chứng minh cho lòng thành của mình, để cho con chọn lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình. Thế thì pháp hội có thành hay không, có hay không, một mình thầy cũng không làm nên được, chỉ chức năng trong bản chùa cũng không thể làm nên được. Phải có tấm lòng hiếu hạnh của toàn thể mọi người, đồng ý chí, đồng ý thức, nhất một lòng vì ông bà tổ tiên cha mẹ của mình mà chúng ta bỏ thời gian, bỏ tài chính trên để cũng đảm đang vào hứa nữa và cũng cho tổ tiên, lịch đặt tổ tiên của chúng ta. Thế thì nhân buổi đầu tiên thì cũng có đôi lời như vậy. Và lịch trình trong công việc một tuần thì xin thưa với các Phật tử rằng
các thành diễn ra các chương trình kỹ thuật kinh tế thì thành ra in có cái bản lịch trình công việc từng thời nào làm cái gì đã có hết rồi. Nhưng thầy cũng nhắc nhấn mạnh một lần nữa là các phật tử chúng ta có bất gì chúng ta cố gắng phát tâm tới ngày mùng sáu âm lịch của tháng 7 này thì thầy có tổ chức là dâng đăng thắp lên tưởng niệm tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, tri ân tổ tiên ông bà cha mẹ của mình và dân y cũng nhà chữ tăng. Để các bạn có một thời pháp nói về chữ hiếu cũng như nói lên ân đức của hai đấng sinh thành của mình và chúng ta báo hiếu thế nào để cho đúng nghĩa là hiếu thảo. Thế thì có một thời pháp của tối hôm đó để chúng ta bớt chút thời gian sắp xếp công việc gia đình để chúng ta trở về chùa lắng nghe một thời pháp dự lễ thắp nến tri ân, dự lễ dân y cúng dường để chúng ta chọn lọc hiếu thảo và chọn kinh công đức để chúc pháp hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi trong hội chúng đã lắng nghe những lời chỉ bảo của sư phụ, chúng ta đồng quỳ lên để chúng ta lấy tri ân công đức của sư phụ. Nhất tâm đinh lễ Nam mô thập phương thượng chủ Phật. Nhất tâm đinh lễ Nam mô thập phương thượng chủ Phật. Nhất tâm đinh lễ thưa toàn thể đại chúng, vì công việc phật sự thầy không những lo việc ở chùa Chuông ở các chùa nói chung, thế còn việc của giáo hội của tỉnh của trường hạ nữa, cho nên thầy cũng có đôi lời như vậy. Thế còn tiếp tục các công việc để hành trì thì các đại đức sẽ cùng các phật tử chúng ta sẽ thực hiện nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng là trên sư phụ của đại chúng và xin cung kính sư phụ và cung kính bạch Phật để gia trì cho các hộ của chúng ta được sung mãn ạ. Đồng thể chúng ta quỳ lên này. Cung kính sư phụ hồi quy tổ đường.